Việt Nam Idol 2013 gọi tên Thu Minh. Cuối cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Tâm cùng đưa ra quyết định trao vé vàng cho những thí sinh xuất sắc nhất của vòng audition tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái ấn tượng mạnh với giọng hát cao đầy nội lực, sự chân thành và quyết liệt là những điểm đáng nhớ về Thu Minh trong chương trình giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sau khi chia tay vai trò huấn luyện viên giọng hát Việt mùa đầu tiên, Thu Minh trở lại với Việt Nam Idol 2013 là điều vô cùng bất ngờ vì người hâm mộ những tưởng cô đang toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ sau live show dấu ấn số đầu tiên.